chụp cái anh à. Gì mà quẫy nước mạnh lắm. Nhìn em ơi. Gì? Con cá sấu to à? Mày chả mẹ ơi nào. Em sợ thử ra con đi đâu. Ai? Ôi. Ôi. Chào mọi người, mình mà cùng em gái hôm nay đi kích cá mọi người nhá. Chào người ạ. Hôm nay anh em mình lại sử dụng kích cá và bắt đầu xuống đây kiếm con cá về nướng mọi người ạ. Thì anh em mình sẽ cố gắng làm những cái video bắt săn bắt và nấu nướng cho mọi người xem nhá. Hôm nọ bắt ở đây rất là nhiều cá luôn, thì hôm nay anh em mình sẽ xuống đây bắt xem một con cá nào to để quay cho mọi người xem và sẽ làm về chốc lắm sẽ về làm video nấu nướng luôn nhá. Ui mát thế. Hôm nay mình theo chân anh mình đi kích cá. Ui ui mát quá. Ui anh ơi. Này chết em. Ui trong bụi có con gì kìa. Kìa kìa. Này này em thấy trong đây. Đấy vừa nó nào con gì ở đấy ấy. Kìa kìa. Chết đây rồi, chết đây rồi. Làm chết rồi. Ê nó đùm sụp cái anh à. Gì mà quẫy nước mạnh lắm. Ui em ơi. Con gì ấy. Con cá sấu to à? Ôi chà mẹ ơi này. Em sờ thử nào con gì ra. Ai? Ôi. Ôi. Chép. Chép hóa dâu. Ôi các bạn ơi, con chép này. Con dâu này. Con dâu ơi. Chép từ lâu năm ở đây đấy nhỉ, đầm hoang này. Chép này. Ôi chà mẹ ơi. Nó dài thế. Thấy chưa? Đi đó anh nghe xuống thấy có hàng to. Ôi. Tìm phê đấy nhỉ. Tí nào về làm cho ông dưa nhá. Ui đây này anh ơi. Chép tiếp này. Ui. Kìa anh ấy chín nóng rồi. Đây còn nữa nhé các bạn nhé. Thấy chưa? Đẹp thế nhỉ. Ngon thế. Ngon chưa? Ôi ê. Kìa. Ui phi. Béo thế kìa. Đứng gần vào nó tập đấy. Ôi rồi anh mình tung hứng. Đấy nó phi. Còn con lửa. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Cho con. Nhiều thế không? Kìa. Đứng lại. Ui kìa. Nó nổi kìa anh à. Anh còn nữa. Ui. Đây. Gió. Chưa chuyên nghiệp được. Gió nó cản. Ui xa. Ngon thế. Đây này, nó sủi ục gì đấy. Đây. Ui kìa. Nhiều cá thế. Ui đấy, nó sổ rồi. Vừa xuống chưa được 3 phút đã đầy xô rồi. Làm ăn gì. Kìa. Đi bắt cá như này ai chẳng muốn đi bắt. Hóa hết cả mắt rồi. Ui. Này sao cái chỗ bụi này ngắm cá nhỉ. Này đầy xô rồi này. Đấy. Mọi người nhìn này. Ôi cá ngon thế. Đầy hết xô. Ấy phí đấy. Mấy con liền mà anh. Ui. Xem có con chuối nào. Chơi em mình bắt được đôi chuối ở đây nhỉ. Ngon. Ấy. Đầy mất rồi kìa. Thôi anh em tạm thời đi lên đó mọi người nhá. À, đầy mất xô rồi. Rồi đầy xô rồi. Nó là nhảy ra mất mọi người. Con cá béo chưa? Ui kìa. Gì á? Đấy, sao mắt anh tinh đấy em chả nhìn con gì cả. Đúng là dân chuyên nghiệp quá khác. Đấy.
đã mắt chưa? Còn đâu thì có những cái vợt. To hơn cái vợt ấy. Đây đây. Nó cứ nào vợt đấy anh nhỉ? Mọi người muốn mua cái cá liên hệ cái cá Thịnh Phạm nhá. Ra đây sâu rồi. Ui mát lắm. Em cứ dẫm vào cái gì ấy, nhiều chai lắm. Đấy, cá rô phi này to này. Ôi rồi này, anh ở đây đi. Nổi đây đi. Con đâu? Này. Em tay không còn bắt được cá này. Con cá giết mà. Thế mà không biết được bắt. Một con nữa em không bắt. Ui. Theo chân anh trai mình nhiều ngày, hôm nay mới thấy anh trai mình chuyên nghiệp thật. Có duyên với cá luôn. Đi đâu cá theo đấy. Đây 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 đấy. Thằng đạt luôn này. Con nữa mà anh. Đấy con to đây. Hiệp. Ok. Ôi cá này anh này. Trời á, hôm nay là ngày trời mưa nhá. Âm u lắm. Mà lội xuống nước này hơi mát luôn mọi người ạ. Giờ đang chuẩn bị làm cơn mưa tiếp này. Tối đen vào rồi. Nó xuống chỗ dưới kia hết rồi kìa, sợ sâu sâu vừa nãy ấy. Ê. Con gì anh? Ra ra. Đâu 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 đâu. Nào. Ui. Cá chuối các bạn nhá. Cá chuối chứ không phải cá sộp đâu. Chuối ngon nhỉ. Rông gió mầm này. Ngoài trong bò là hay cá chuối này, về nướng cũng ngon. Nướng đầu phi. Nó to nó cũng có giá trị. Đấy đấy đấy. Kìa anh. Anh vượt vào không ra mắt con sột thế sao? Nó trên này cơ. Con gì anh? Hay con chuột ấy. Chuối gì? Bò lột cộp vào đây. Xem nào, anh đúng em đúng nhá. Qua đây nào. Ui, làm một đôi luôn. Đấy,
bên đây nữa này, em thấy bên đây to này. Ô, đây chuối đâu. Này vào chuối nha mọi người này. Cái chuối đấy. Ai ăn chuối không? Đúng. Mất à? Đấy. Trong này. Đi bắt cá này là vất vả lắm mọi người ạ. Mưa, gió, rét, lạnh vẫn phải đi. Đó là đi bắt cá. Đâu rồi? Anh nhìn kỹ hơn à? Đấy. Ôi dồi, chuối to thế. Nghe tiếng nó rít to lắm mà.